Triển lãm quốc tế thể thao và giải trí ngoài trời Việt Nam Sport Show 2024 quy tụ hơn 400 gian hàng của 12 quốc gia và vùng lãnh thổ nổi tiếng với công nghệ, thiết kế và năng lực sản xuất tiên tiến. Sản phẩm và dịch vụ trưng bày tại triển lãm thuộc 4 lĩnh vực chính, gồm thời trang thể thao ngoài trời và giải trí, thể hình và chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng và sản phẩm thể thao nói chung. Triển lãm như này á là quy tụ rất là nhiều gian hàng thể thao và nhất là những môn thể thao mới, đặc biệt như là môn padel. Qua đó có thể kết nối hay là giao lưu, học hỏi lẫn nhau cũng như rèn luyện sức khỏe. Song song còn có triển lãm quốc tế xe hai bánh Việt Nam Cycle lần thứ 9 năm 2024 mang đến nhiều hội thảo chuyên ngành, hoạt động trải nghiệm thú vị cho người tham gia. Sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghiệp xe đạp, xe điện và linh phụ kiện từ khắp nơi trên thế giới, mong muốn hợp tác, tìm hiểu các xu hướng mới và khám phá hành trình cho tương lai xanh.